Làm sao để viết cover letter? Bước 1. Bật máy tính và viết một lời chào đầm thắm, duyên dáng và lịch sự. Cover letter là một lá thư bao hàm cuộc đời bạn. Vì sao cover letter lại quan trọng? Vì nó cover tất cả những thứ không được viết trong CV hay resume của bạn, riêng tư và liên quan đến lý do bạn muốn có một công việc. Bước 2. Viết một lời chúc đầm thắm rồi nêu vị trí bạn muốn ứng cử một cách đầm thắm, duyên dáng và lịch sự. Lời chúc sẽ tạo cho nhà tuyển dụng một ấn tượng vô cùng tốt rằng bạn là một cá nhân đầm thắm, duyên dáng và lịch sự. Bước 3. Bạn chợt dừng lại. Tại sao lại là công việc này? Tại sao mình lại muốn công việc này? Mình sẵn sàng hy sinh gì cho nó? Mình có thật sự muốn nó không? Mình là ai? Viết lý do bạn muốn công việc này một cách đầm thắm và nếu mong muốn được phỏng vấn một cách đầm thắm. Bước 4. Ấn gửi một cách đầm thắm. Và rồi bạn chợt nhận ra bạn vừa viết một lá thư sáo rỗng và đầy lỗi chính tả, và cover letter của bạn mông lung như một trò đùa, và tương lai và cuộc sống chỉ là một trò đùa. Bạn giàn rộ nước mắt lướt Facebook và chờ thấy workshop CV cover letter của PAPERPLANE Project. Bước 5. Đã đến lúc, xách ba lô lên và đến workshop CV cover letter nào.